Mỹ cay đắng chấp nhận sự thật khi F-35 đối mặt với S-400 Nga. Truyền thông Mỹ gần đây cho biết, trong 2 năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã liên tục thử nghiệm, thăm dò khả năng xâm nhập hệ thống tên lửa phòng không S-400 của máy bay chiến đấu F-35 ở Syria. Kết quả đã khiến cho Mỹ không thể không thừa nhận, đó là nếu F-35 xuất hiện trong phạm vi phòng thủ hiệu quả của hệ thống tên lửa phòng không S-400, nó có thể dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của hệ thống này. Do đó, Mỹ không dám mạo hiểm tiếp cận phạm vi thăm dò, phát hiện mục tiêu của radar phòng không S-400. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Mỹ bằng mọi giá cũng phải ngăn chặn đồng minh của mình là Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng hệ thống phòng không S-400 của Nga. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ không mạo hiểm đưa F-35 vào khu vực phòng thủ 250 km của tên lửa phòng không S-400. Một chuyên gia quân sự của Mỹ chỉ ra rằng Washington nhận thấy một khi Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ được hệ thống S-400 và phát hiện ra rằng máy bay F-35 không phải là vô hình đối với S-400 và hoàn toàn có thể bị bắn hạ một khi nó nằm trong tầm bắn, thì điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu của loại máy bay này. Ngoài ra, Israel cũng có thể sẽ không tiếp tục sử dụng máy bay chiến đấu F-35 vì hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể phát hiện ra chúng và thậm chí là giúp cho Syria bắn hạ chúng. Trên thực tế, trang Avia.pro của Nga cho biết, ngày 17 tháng 12 năm 2019, hệ thống phòng không S-400 Triumph nằm trên đất Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể bắt được tín hiệu máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ bay trên biên giới Syria-Iraq ở khoảng cách là 450 đến 550 km từ vị trí triển khai tổ hợp S-400. Điều này cũng được Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận. Không chỉ hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, mà công ty Hensoldt của Đức cũng đã chế tạo thành công hệ thống radar thụ động TwinVis có thể phát hiện máy bay chiến đấu F-35. Radar TwinVis hoạt động dựa trên nguyên lý nghiên cứu bức xạ điện tử trong khí quyển để nhận biết tín hiệu vô tuyến điện, tín hiệu truyền hình, tín hiệu điện thoại di động, radar thương mại. Hệ thống này có thể phát hiện mục tiêu bằng cách phân tích cách tín hiệu được phản xạ từ các vật thể trong không khí. Hệ thống này đã được công ty Hensoldt tiến hành thử nghiệm vào ngày 2 tháng 10 năm 2019. Khi máy bay bắt đầu cất cánh thì radar cũng chuẩn bị theo dõi. Radar này đã thu được tín hiệu phát ra từ bộ phát đáp ADS-B lắp đặt trên máy bay F-35. Trong khi đó, thiết bị Lunenburg Lens được lắp đặt trên F-35 lại có thể phóng to các đặc điểm radar của máy bay chiến đấu tàng hình, khiến cho radar rất dễ phát hiện. Trong trạng thái thực hiện nhiệm vụ huấn luyện hoặc là bay hành trình trên không, các trạm kiểm soát không lưu mặt đất phải đảm bảo rằng các kênh như là kiểm soát không lưu có thể theo dõi máy bay này và ghi lại đường bay của chúng. Lunenburg Lens chính là để cho phép các trạm không lưu này thu được vị trí của F-35. Tuy nhiên, nhà sản xuất đảm bảo rằng radar có thể phát hiện mục tiêu bất kể máy bay chiến đấu có được trang bị thiết bị phản xạ radar hay không. Hensoldt tin rằng các radar thụ động hoạt động trong các phổ khác nhau, điều này làm cho sự tồn tại của Lunenburg Lens trở nên không quan trọng. Tháng 10 năm 2019, thì Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ phát triển radar tần số thấp, có khả năng phát hiện và định vị các máy bay chiến đấu F-35. Tuyên bố của Trung Quốc dựa trên sự thật là máy bay chiến đấu tàng hình F-35, J-20 không thể vô hình trước radar tần số thấp. Điều này đã được Ấn Độ chứng thực. Năm 2019, không quân Ấn Độ từng tuyên bố rằng radar trên không của máy bay chiến đấu Su-30 MKI của họ có thể phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình J-20 của Trung Quốc.